Trịnh Đình Quang là một ca sĩ, nhạc sĩ có tiếng trong làng âm nhạc Việt. Khán giả trẻ đã không còn xa lạ với Trịnh Đình Quang, người đã làm nên nhiều bản hit đình đám như Thất Tình, Nếu Em Còn Tồn Tại, Thế Giới Ảo Tình Yêu Thật. Trịnh Đình Quang là con trai của một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Năm 2012, anh tốt nghiệp khoa piano tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh quyết định tiến thân vào Sài Gòn để theo đuổi đam mê âm nhạc. Hiện nay, Trịnh Đình Quang đã sở hữu một công ty sản xuất nhạc, Q Studio, đây cũng là phòng thu của anh. Sau những thành công của anh ngày hôm nay là những khó khăn vất vả, khi mới vào Sài Gòn lập nghiệp, anh chỉ có 600.000 đồng trong túi để mưu sinh. Tại đây, anh kiếm việc làm ban ngày, tối thì về cầu, chỗ canh nhiêu lộc để ngủ vì không có đủ tiền thuê nhà. Sau đó, anh tìm được công việc ở một phòng thu âm, nhưng chỉ làm được một thời gian ngắn thì anh phải xin nghỉ việc vì công ty ở đây bận rộn mà đồng lương thì ít ỏi. Trịnh Đình Quang đã phải kiếm các công việc khác nhau như bán hàng quần áo, phục vụ quán nhậu để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn, nhưng niềm đam mê âm nhạc luôn cháy bỏng trong Trịnh Đình Quang và một cơ duyên khi anh được một số người bạn tham gia CC Talk. Ban đầu, anh chỉ có suy nghĩ tham gia để giao lưu và hát cho mọi người nghe, nhưng vì nhận được nhiều lời khen ngợi nên anh cảm thấy thích thú hơn với nghề cầm ca. Sau đó, khi ca khúc đầu tiên của Trịnh Đình Quang được lọt vào bảng xếp hạng, anh đã mừng rơi nước mắt. Hai ca khúc giúp Trịnh Đình Quang đến gần hơn với khán giả là bài hát gắn liền với tên tuổi của Hồ Quang Hiếu, bài hát Tìm Em và Đúng Nghĩa Một Tình Yêu. Ngoài ra, anh còn tạo nên ca khúc hit cho đàn anh The Man, ca khúc Nếu Không Thể Đến Với Nhau. Nhờ sự ưu ái của các ca sĩ đàn anh, Trịnh Đình Quang đã về làm việc tại phòng thu của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Môi trường làm việc chuyên nghiệp cộng với có số vốn nhất định đã khiến anh mua lại phòng thu của giọng ca Chỉ Cần Em Hạnh Phúc. Trịnh Đình Quang chính thức bước vào con đường sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Thời gian rảnh, anh dành cho việc thỏa mãn niềm đam mê ca hát. Ca khúc Thế Giới Ảo Tình Yêu Thật đã giúp anh trở thành cái tên được nhiều khán giả mến mộ. Thừa thắng xông lên, ca khúc Nếu Em Còn Tồn Tại đã giúp anh trở thành cái tên nổi bật trong năm 2016. Ngoài ra, anh cũng đã viết một số ca khúc cho các ca sĩ nổi tiếng khác như Chu Hiểu Minh, Anh Vẫn Luôn Là Anh, Hiên Dũng, Quay Về Còn Kịp. Trịnh Đình Quang cũng đã hợp tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng khác như Thiên Ân, Bảo Phúc, Lê Chí Trung, Hồ Việt Trung, Châu Khải Phong. Để phát triển con đường âm nhạc của mình, Trịnh Đình Quang làm việc ngày đêm để có tiền mở cho mình một phòng thu riêng và thể hiện những ca khúc của mình. Những sản phẩm âm nhạc của anh sau này được đầu tư chỉn chu cả về hình ảnh lẫn chất lượng giọng hát. Trịnh Đình Quang đều tự thể hiện những ca khúc do anh sáng tác. Hiện tại, anh sở hữu nhiều sản phẩm đạt hàng trăm triệu lượt nghe và giữ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng như Thất Tình, Phụ Tình, Buồn Lắm Em Ơi, Thế Giới Ảo Tình Yêu Thật, Nếu Em Còn Tồn Tại. Năm 2018, Trịnh Đình Quang bất ngờ công khai chuyện anh phẫu thuật thẩm mỹ. Anh tiết lộ bộ phận đụng đến dao kéo chính là hàm, vì trước đó anh bị vẩu. Cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác, sau khi biết chuyện nam ca sĩ quê Thanh Hóa phẫu thuật thẩm mỹ thì có rất nhiều netizen bắt đầu chỉ trích anh. Chia sẻ về việc thay đổi ngoại hình, Trịnh Đình Quang cho biết sau khi làm xong, anh thấy mình thay đổi nhiều quá, đến mức người thân đến nhà chơi còn không nhận ra anh. Anh phẫu thuật vì trước hết muốn bản thân đẹp lên, muốn mình bớt tổn thương vì những lời chê bai, những khán giả thiếu một chút lịch sự. Sau cùng anh khẳng định, nguyên nhân lớn vẫn do anh muốn gửi đến khán giả một Trịnh Đình Quang chỉn chu nhất cả về ngoại hình lẫn âm nhạc. Thay đổi diện mạo là cách tôi làm mới mình, tôi cho rằng cái đẹp là một nghệ thuật, mình làm nghệ thuật để cống hiến hết mình cho khán giả. Tôi vẫn là Quang nhạc sĩ, ca sĩ của những bản ballad buồn và tôi đẹp lên mỗi ngày. Tôi tin rằng các bạn đã và đang yêu mến sáng tác của mình sẽ luôn muốn một Trịnh Đình Quang mới mẻ và đẹp hơn, Trịnh Đình Quang cho biết. Gần đến ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước 30/4/1975, 30/4/2024, Trịnh Đình Quang quyết định tái xuất với một MV mang thông điệp sâu sắc mang tên Trái Tim Giữa Bầu Trời. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là một lời tuyên ngôn về tình yêu quê hương, về sự đoàn kết dân tộc. Đây không chỉ là một MV mà là một cách để mỗi người Việt cùng nhau tưởng nhớ và ghi nhận những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương. Trịnh Đình Quang lần này chọn một hướng đi mới, anh không chỉ tự sáng tác mà còn trình bày một câu chuyện về tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời đầu tư mạnh mẽ cho MV với câu chuyện tình trong thời chiến tranh. Nội dung của MV Trái Tim Giữa Bầu Trời không chỉ là một câu chuyện tưởng tượng mà còn dựa trên một sự kiện có thật khi Trịnh Đình Quang đọc được trên báo về một đám cưới không có chú rể của Đại tá Nguyễn Văn Dần và bà Nguyễn Thị Thường. Trong thời kỳ chiến tranh, anh đã liên hệ và nhận được sự đồng ý của gia đình để mang câu chuyện này lên MV, tạo ra một tác phẩm âm nhạc đậm chất nhân văn.